Ê, xin chào bạn, mình là Hồng Cúc. Mùa tiệu trưởng lại đến rồi. Và đây là thời điểm mà anh em ào đi mua laptop. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm đi mua laptop của mình đúc kết sau 3 năm nằm vùng đấy. Và do đây là những cái kinh nghiệm cá nhân của mình, thế nên thì trong video ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều những cái quan điểm mang tính chất cá nhân thay vì cái góc nhìn khách quan như là video đánh giá. Vì vậy thì nếu như có bất kỳ một cái thiếu sót gì thì anh em hãy giúp mình comment phía bên dưới phần bình luận nhá. Mà nếu như anh em không muốn bình luận ấy thì anh em cũng nên kéo xuống cái phần bình luận. Bởi vì sao? Bởi vì ở đó có link group thinh viên friend, anh em ấn vào join group thinh viên friend đi nhá. Bởi vì sắp tới có một cái mini game cho kênh Earphone nhân sự kiện Road to 50k sub tặng cả smartphone luôn đấy, ngon mà đúng không? Mà tôi thấy có một cái rất là hay nữa, đó chính là cái thông tin anh em tân sinh viên có điểm thi đại học rồi đúng không? Anh em cầm cái điểm thi đại học đó đến cửa hàng ThinkPro thì anh em sẽ được trừ thẳng vào cái giá tiền mua laptop luôn. Nghe đâu đó bảo là trừ từ 500 cho đến tận 2 triệu đồng đấy. Ngon mà đúng không? Có điểm rồi lại còn được trừ tiền nữa. Link thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Rồi, cái lưu ý đầu tiên, nó sẽ giúp cho anh em có một cái nhìn tổng quan hơn về những cái đặc tính chung của những cái sản phẩm của từng hãng. Kiểu như là ngày xưa hay có mấy câu cửa miệng như là laptop Dell thì nó bền, laptop Asus thì thế này thế kia. Vậy thì điều đó nó còn đúng hay không? Thực ra thì để làm hỏng được một con laptop nó khó lắm. Bởi vì laptop nó không dễ hỏng, laptop nó cứng cáp hơn, nó không mỏng manh như là điện thoại. Vì vậy thì để làm hỏng được một con máy nó khó, trừ khi các bạn va đập rồi làm rơi các thứ nó quá mạnh thôi. Về các bạn thì mình thấy rằng laptop Dell thì nó thường có một cái thiết kế đơn giản không cầu kỳ. Nó lại còn được thiết kế nhờ kim loại nhôm dày bản nữa, thế nên thì nó bền hơn cũng là một điều dễ hiểu. Cơ mà anh em lưu ý là cái sự bền đó nó chỉ đúng với cái dòng Inspiron 5000 và 7000 series thôi nhá. Ví dụ như là Dell Inspiron 7591 hay là 5391 chẳng hạn. Còn Dell Inspiron 3000 series thì nó củi lắm, năm 2020 rồi mà vẫn toàn nhựa. Rồi cái viền màn hình dày cộp như là mấy con laptop của năm 2015 vậy. Đấy, anh em lưu ý nhá. Mình thấy rằng trong khoảng 3 năm đổ lại đây, 2018, 2019, 2020 thì thị phần laptop của Dell đang dần dần giảm xuống rồi. Từ hơn 30% xuống còn gần 20% ấy. Đó chính là bởi vì các thương hiệu laptop khác đang dần dần có những cái ưu điểm vượt trội hơn trước kia. Ví dụ như là nếu nhắc đến laptop học sinh sinh viên của Asus thì mình sẽ liên tưởng đến những cái sự trẻ trung phá cách. Thiết kế của dòng VivoBook S531, S431 đều có rất là nhiều những cái màu sắc phù hợp với sự năng động của các bạn học sinh sinh viên. Tiếp đến Lenovo thì các dòng IdeaPad đang dần nổi lên nhờ khả năng hoàn thiện sản phẩm rất tốt trong tầm giá. Ví dụ như là IdeaPad 5 hay là IdeaPad S540 nhìn như là laptop cao cấp vậy. Bù lại thì mình thấy rằng cái thiết kế chung của laptop Lenovo nó sẽ chỉ phù hợp với các bạn hơi hướng nội một chút hay là những dân văn phòng, bởi vì nó vuông vức chỉn chu, nó không có quá nhiều những thứ nổi bật. Mà cái hoàn thiện sản phẩm thì chỉ ai dùng nhiều mới biết thôi, chứ còn học sinh sinh viên thì cái gì nổi là thích nhất rồi đúng không? Vì vậy thì đó cũng chính là lý do vì sao mà laptop Lenovo dùng sướng nhưng mà lại ít người mua. Ok, nói đến đây thì các bạn có thể mường tượng được ra là nếu như các bạn muốn có một con máy chỉ để dùng sướng này, để mua về để học tập thôi, học sướng này, học chăm chỉ thôi, thì hãy chọn những con máy Lenovo nhá. Rồi, xem nào. À, còn một cái tên mới nổi trong năm gần đây, đó chính là Huawei. Huawei đang trong giai đoạn nhạy cảm, vì vậy thì những cái sản phẩm của Huawei đang được định giá rất là đúng. Và mình thấy rằng nếu như các bạn muốn có một cái sản phẩm có P trên P, tức là price, performance trên price tốt ấy, thì có thể để ý đến chiếc Huawei MateBook D15. Một chiếc máy có mức giá 15 triệu nhưng mà nó có rất là nhiều những cái trải nghiệm hay ho trong tầm giá. Nó có rất là nhiều những cái sự khác biệt. Trong tầm giá này thì để có một cái sản phẩm nó khác biệt thì khó lắm. Vậy mà Huawei vẫn có thể tạo ra được những sản phẩm khác biệt. À đây, đây là chiếc Huawei MateBook 13 này này. Nhưng mà đây là một cái dòng máy cao cấp hơn, vì vậy thì mình cũng sẽ không nhắc đến. Nhưng mà nó cũng có rất là nhiều những sự cao cấp đấy. Vì vậy thì nếu như các bạn muốn có một cái trải nghiệm đầy đủ, một cái sản phẩm được định giá đúng, thì hãy để ý đến những cái sản phẩm của Huawei nhé. Cụ thể ở đây đó chính là chiếc Huawei MateBook D15, có mức giá vào khoảng là 15 cho đến 16 triệu. Một hãng nữa đang top 1 thị phần mà mình tin rằng nhiều bạn không ngờ đâu. Anh em thử đoán xem đó là hãng nào. Đó là HP. HP có những cái chiến dịch marketing offline rất là tốt, nhưng mà nó cũng phải đi kèm với cả sản phẩm tốt nữa.
Khi nhắc đến HP thì mình sẽ liên tưởng đến cái sự sắc sảo trong thiết kế. Ngay từ cái tên HP NV13 thôi là nó đã nói quá rõ cái điều đó rồi không? NV ở đây tức là một cái vẻ đẹp mà nó khiến những cái người khác phải ghen tị. Nghe là đã thấy hợp với các bạn học sinh sinh viên rồi không? Nói chung thì các hãng đã đều nghiên cứu thị trường rất là kỹ để có thể tạo ra những cái hướng đi riêng, cái chất riêng cho dòng sản phẩm của mình. Và trong video ngày hôm nay mình chia sẻ những cái điều đó cho các bạn để các bạn có thể dựa vào đó mà lựa chọn cho bản thân mình những cái sản phẩm phù hợp nhé. Và xem tính cách bản thân mình là như thế nào thì các bạn sẽ có thể chọn được cho bản thân mình những cái sản phẩm nó kiểu như vậy. Rồi, lưu ý thứ hai dành cho những ai đang có ý định mua laptop trong phân khúc dưới 15 triệu hàng chính hãng. Thì laptop chính hãng dưới 15 triệu thì các bạn sẽ có thể tìm thấy những cái dòng sản phẩm như là Dell Inspiron 3000 series, Asus VivoBook A series hay là HP Pavilion. Thì đặc điểm chung của những sản phẩm trong phân khúc này hàng chính hãng đó chính là cái trải nghiệm của nó rất là kém. Chất liệu thì nhựa này, rồi cái khoản ngại nhất ở đây đó chính là cái màn hình TN. Cái màn hình TN thì nhìn nó mệt lắm, nó mỏi mắt lắm. Nói chung thì nếu như có bất kỳ ai hỏi mình là đi mua chiếc laptop nào trong phân khúc dưới 15 triệu thì mình sẽ không ngần ngại khuyên các bạn đó là đi mua hàng sách tay đi. Trong tầm giá dưới 15 triệu, nếu như các bạn đi mua những chiếc máy ví dụ như là Dell Latitude 7480 hay là ThinkPad T460SM, đảm bảo cái trải nghiệm của nó nó sẽ ngon hơn rất là nhiều đấy. Cái lưu ý thứ 3 sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được vào khoảng là từ 3 cho đến 4 triệu. Đó chính là nếu như các bạn đi mua những cái chiếc laptop dành cho học sinh, sinh viên, laptop văn phòng thường được trang bị chip tiết kiệm điện ấy, thì chỉ nên mua CPU Core i5 thôi. Đừng mua CPU Core i7 làm cái gì nhá. Các bạn đi mua những cái option CPU Core i7 ấy, hiệu năng nó không được cải thiện là bao mà các bạn lại mất thêm vào khoảng là từ 3 cho đến 4 triệu nữa. Những cái option CPU Core i7 dòng U chiếc tiết kiệm điện ấy thì nó sẽ có cái hiệu năng đồ họa tích hợp, nó sẽ nhỉnh hơn một chút nhưng mà là gần như là không nhiều, và trong quá trình sử dụng thì các bạn đảm bảo là các bạn cũng sẽ không cảm nhận được gì đâu. Tóm lại, mua CPU Core i5-1035G1 hay là CPU Core i5-10210U Comelec đều là những cái dòng chip Ice Lake hay là Comelec thế hệ thứ 10 đấy. Được mua CPU Core i7 nhá, thì các bạn sẽ tiết kiệm được vào khoảng là từ 3 cho đến 4 triệu mà các bạn vẫn đảm bảo được cái hiệu năng, hiệu quả của công việc hay là học tập của các bạn. Sắp tới thì có CPU Intel Gen 11 rồi thì các bạn có thể đợi thêm vào khoảng là 2-3 tháng nữa, đến cuối quý năm nay thì nó mới ra cái dòng CPU Intel Gen 11. Nhưng mà nói chung thì những cái chiếc laptop dòng U tiết kiệm điện như này thì các bạn mua năm nào nó cũng hiệu năng nó cũng na ná giống nhau mà. Và lưu ý cuối cùng sẽ giúp cho anh em và cả chị em nữa tự tin hơn khi đi mua hàng, đó chính là nếu như đi mua hàng chính hãng ấy thì cứ chỗ nào gần nhà nhất mà mua, bởi vì cái nơi mà các bạn mua ấy họ chỉ là nhà phân phối thôi chứ họ không tạo ra con máy đó để bán. Họ chỉ là phân phối sản phẩm và ăn phần trăm thôi chứ họ không hề tạo ra cái sản phẩm mà đó để bán. Mình phải cần làm rõ rất là rõ như này bởi vì mình thấy rằng có rất nhiều anh em hay là cả chị em hay hỏi trong group thành viên friend bảo là cái chỗ này nó có uy tín không, chỗ này nó có phốt gì hay không, bla bla bla. Nói chung thì cứ chỗ nào nó gần nhà này, nó giá rẻ này, nó dịch vụ tốt này, nhân viên xinh, tư vấn xinh thì mua thôi. Đấy, mua hàng chính hãng thì cứ tiện mà mua thôi chứ có gì mà cần phải băn khoăn gì đâu, đúng không? Trừ khi các bạn đi mua hàng sách tay ấy, thì các bạn mới cần phải chọn những cái cửa hàng uy tín. Bởi vì khi các bạn đi mua hàng sách tay thì cái cửa hàng đó sẽ bảo hành chiếc laptop cho bạn. Còn đi mua hàng chính hãng thì các bạn gửi đến nhà phân phối thì các nhà phân phối đó nó cũng sẽ quy lại, gửi lại về cùng một hãng ấy mà. Ok, đi mua hàng chính hãng thì cứ tự tin lên nhá. Rồi, và đó chính là 4 kinh nghiệm của mình. Mình thường đi mua rất là nhiều những sản phẩm laptop trong rất là nhiều những cái năm vừa qua. Và hy vọng rằng những cái điều đó nó sẽ giúp ích cho các bạn tự tin hơn khi đi mua một chiếc laptop phù hợp. Và điều đặc biệt hơn đó chính là đi mua hàng nó không bị hớ. Hiện tại thì mình mới chỉ nghĩ ra được 4 cái lưu ý đó thôi. Khi nào mình nghĩ ra được một cái gì đó nó hay ho hơn thì mình sẽ làm một cái video tiếp theo. Và nếu như anh em thấy mình còn thiếu cái gì hay là sai cái gì thì hãy giúp mình comment phía bên dưới nha. Hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy video này hữu ích. Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên subscribe channel để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên channel ThinkView nhá. Đợt này thì mình sẽ làm rất là nhiều những cái video, những cái mẹo dành cho học sinh sinh viên đấy. Bởi vì mình thấy rằng kênh ThinkView đang thiếu rất là nhiều những cái video dành cho học sinh sinh viên. Anh em subscribe để không bỏ lỡ những cái video đó nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.